Em cũng thích massage lưng á. Mà yêu cầu mấy cái quần áo kia treo nó đẹp đẹp một tí. Irante konnichiwa. 집중이 안 돼. 녀옷. 녀옷 chưa? 녀옷 rồi hả? Chẳng được. Đau tay lắm gì chị nhỉ? Đau tay không đau. Làm quen thì tay không đau. Ôi giời, đấy, bà đang vật lộn đấy. Mẹ nó là hành nhã khách à. Thì cá nông nợn. Cá nông nợn. Đấy, hưởng gặp mặt này cái nó báo coi nhìn có ai quen không vậy? Nó báo tên chị luôn đấy. À, quay chị vào trong nó đổi nổi đốt thiên hương lên à? Ừ. Ai cạo nông nợ không nghỉ đấy nè. Mệt nhỉ, em nhìn thôi em mệt lắm, tay em sắp chết. Làm này có phải một ngày là được, hai ngày là được đâu mà. Ok. Anh đấy đấy chết cha, hôm qua mình bận không, hôm qua mình tắt điện thoại, mình điện thoại hết pin, mình không không ấy, không 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 nhắn tin cho anh Tân nè. Đó, hôm qua em điện thoại em bị sập nguồn không có máy, hôm nay em bận em cứ đi lấy hàng cái này ở đây nên là không nhắn tin cho anh nha. Nát em điện thoại đó. Quên mà không thèm ấy đi. Quang đọc tin nhắn xong mình còn không trả lời nó quên đấy. Xin lỗi hay là quá vậy? Hả? Xin lỗi hay quá vậy? Đó. Tí đen ơi, em yêu ơi, massage nè. Nhà cô sống à? Khi đen nhà cô sống à? Tí đen ơi, em có một sản phẩm nữa nha. Có một sản phẩm nữa tối nay em cầm về cho. Ừ, tháng 1 em nên xóa sẹo một lần cuối cùng đấy. Tí đen ơi, có một sản phẩm nữa em đang giới thiệu đấy, mấy nữa hàng về năm nọ mỗi chị em mình một nọ dùng nha. Essence. Ừ, Essence đấy. Mua về cả nhà dùng, trai gái dùng. Thế tối nay em ở trên này, mai mới về. Tối nay ăn bữa thịt kiều mới về được. Cái nọ to xà bá đằng kia kìa, 500ml mà dùng cả nhà, chị Hương nghĩ bảo dùng thích lắm. Má. Chị Hương nghĩ bảo dùng, em mới lấy em dùng ấy, xong em lấy tận 5 nọ liền so nhau dùng. Chị em mỗi chị em một ít dùng. Kiều rắc 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 nhỉ. Ừ. Thịt tốt xương ở cái thịt nó rất chai nó kêu. Thế à? Xoạt xoạt xoạt. Hello anh Đen. À nó phải đó. Chua chua, em chào chị. Chị ơi, mua tinh chất bên em dùng đi. Đây nè. Tinh chất nói đừng nói nằm. Tinh trùng nha. Đây nè. Thôi không sạc nữa, đến đây đi tranh thủ chị massage mình có hẹn. Chị bé heo ơi, chị gì tên, quên mất tên là chị. Người yêu anh Ngọc tên là gì ta? Chết cha rồi. Đàn ông thì chỉ người quen chồng thôi, chồng chị chỉ massage thôi, còn đâu người nào không massage, chỉ massage đàn bà thôi, còn đâu đàn ông thì người quen này kia rồi chồng chị chỉ massage thôi chứ còn người nào không massage nha. Chị Loan, chị Loan đó. Nhanh ơi nhanh bảo các anh dùng tinh chất đi, dùng mấy đồ mà anh dùng đó. Tí đen này, đây này, nọ này nè. Tí đen này, nọ này nè. Đó, em lấy 5 nọ, hai chị em mỗi em bảo mấy chị kia rồi, mỗi người nọ rồi, bây giờ chị một nọ nữa. Là còn một nọ nữa, 4 người rồi, thế còn một nọ nữa thôi à. Đó, đây. Dùng thích lắm. Hôm nay em bôi thử rồi. Nhiều bạc chưa biết tiền, thứ hai chị Hương chỉ đòi gọi điện đến trên kia mới biết được. Còn bây giờ chưa biết, chắc em nghĩ chỉ tầm 30.000 thôi.
tầm giao dịch tầm đấy thôi, chứ còn chả ở đây chả có gì mà đắt cả đó. Đây là tẩy da chết này, ây ạ, đù mẹ. Đây là tẩy da chết nè, thoa thoa tẩy da chết à, thích dùng thích mà. Thoa tẩy này. Đó, đây tẩy da chết đây, toàn người quen dùng xong người ta giới thiệu cho em, chứ em bán mũi trên Facebook mà không có bán tinh đâu, mẹ em cũng có chơi được với ai đâu, có đi gặp người này người kia đâu mà giới thiệu sản phẩm được. Bán này có người trên ta phải mạng đi người ta điện đến, có cho số người ta có người điện ta gặp đến gặp gặp người này gặp người kia mới giới thiệu được sản phẩm, mình có gặp ai đâu. Đó. Đây này, nhìn những đồ, những hộp kem massage của nhà bà ấy chưa, to cứ nghìn 1110 mini này, nhìn chưa. Đó. Những cái hộp to to này là hộp gì chị? Đừng làm mặt nạ bột đấy. Ồ, cứ mặt nạ bột đấy hả? Mặt đồ đấy chị ấy cho nó dễ. Đấy, mặt là bột mà cứ thùng thùng như chà bá này. Đây, tinh chất tinh trùng nó ở góc này đây. Đây là tinh chất 24K trị nám và tàn nhang. Đấy. Còn đây là tinh chất trị nhăn. Đó. Còn đây là đâu à? Mấy loại thường thôi, thường bên này. Đây là tinh chất chống nhăn. Thừa dưới kia nó còn xấu nữa. Đây là tinh chất dưỡng trắng. Ngăn thứ hai rồi, ngăn để xem cái ngăn thứ hai thì để làm. Dưỡng trắng. Kia còn hai cái kia. Đấy. Em đang ở trên miền Bắc. Seoul. Seoul 입니다. Đó, ấy chưa? Ấy chưa? Bảo mấy anh đẹp trai cho anh mua tinh chất tinh trùng dùng về. Ai cô. Ai cô ơi, mình cứ vật nọn quanh cái giường này xong rồi vật lại vật xuống. Vật lên lại vật xuống lại vật lên lại vật xuống. Đó. Chị giải hip hop đi chị Hương, hôm nay chị mặc quần áo hip hop á. Con nào con chết con nó mà hip hop. Em cũng thích massage đó. Em thích rồi đó. Em cũng thích rồi đó. Đấy mọi người nhìn chưa? Mình đang lấy nhỏ nhỏ đây. Thắng quả nhé. Chị cứ làm đi. Mỏi tay nhỉ. Nhìn trông ngon không? Ủa ấy. Mỏi làm ngon không? Giỏi. Mệt nhỉ. Vật nổn ăn được bát cơm. Tí lại đói. Ê, đói ngay. Tí nó lại tiếp đạ, tiếp tiếp thịt cho. Cứ mát xa đi, nát đi ăn thịt là cứu. Nhỉ. Mình đang thèm thịt cừu lắm, ở dưới đây có cái chị Việt Nam á, mà chị bán thịt cừu nữa của bán Trung Quốc cái ngon cực, tuyệt vời em một giời luôn. À, cái mặt em muốn mất xa, cái lông mày này em dặm thì chả sao nhỉ. Mà nó đói ấy. Đói mà đói. Ăn đi lợn. Sáng em đã được ăn gì mà nghi lợn. Ăn tí cái đấy đi vệ sinh rồi đói mẹ mất. Em ăn một tí đi đó. Nhưng mà có đói đâu.
Bình thường. Bọn ăn được cái nó nhanh đói lắm. Chị có móng tay cao. Cao. Gập vào trong ấy. Ừ. Có móng đâu mà. Có móng tay em xước đâu. Có móng thôi, thì nhìn tay em thín ấy. Ai gối. Nát này phải massage cho mẹ chồng chị nữa. Đâu. Nó đau lưng vừa nay chị rút máu bằng cái thu hàng nhé. Rút máu cho nhỏ như ăn hay uống nó rút ấy. Rút cho xong thì vẫn kêu đau rồi. Ủa vậy thì giường nó ấm rồi mà chị bóp cho. Và sao giường thì ấm rồi, ủa đang đợi có đứa em đến nó làm ấy. Đợi nó. Giường nó lấy sẵn rồi thôi. Chỗ nó mãi không về thì không ăn chứ. Nó nằm mặt cho em. Mặt kiểu gì cũng phải nằm hôm nay. Không nằm không được. Mới có qua tí thôi. Đắp cái ải nôi nên đi xuống ăn thì kiểu. Chị Hoàn ơi, mua tinh chất dùng đi. Dùng cho da đẹp nè. Hoàn đang dùng không đi. Không phải chị Hoàn nhà mình, đứa cà chê cơ. Sarajevo, Fernando. Thoa dọn đêm làm gì đấy? Ai? Đen này. Bán quán á? Bán được. Bán được, có khách gia đình, không có nhân viên. Mình cũng ít người.